Chào các bác nhá, đặc biệt chào các bác trong thợ đánh chim sẻ nhá. Shop Tân Ánh giới thiệu với các bác keo với chim sẻ nhá, keo với chim sẻ mùa 2018. Cái này hôm trước lô hàng keo trước ấy là bắt đầu mùa thì shop còn nhập keo nó hơi mềm một chút. Bây giờ nó bắt đầu vào mùa rồi nhá. Ở miền Bắc hay miền Nam thì đều nhiệt độ rất là cao. Anh em đánh thì cần phải có cái keo nó cứng hơn. Thì đợt này là shop nhập cái lô hàng keo cứng hơn các bác nhé. Nhưng mà các bác lưu ý các bác nắm được này. Đây là keo chim sẻ. Cái dạng này đây là dạng nhiều mủ cao su nhé. Cái thành phần tự nhiên nó nhiều hơn, thành phần hóa học nó ít hơn. Thì độ dính của nó cũng rất tốt. Và các bác lưu ý là khi mình đi đánh ấy, thì nó có gọi là keo cứng hay keo mềm ấy, thì anh em cũng nắm được cơ bản. Cái thời gian đầu buổi sáng ở trưa có nhiệt độ nó chưa lên cao, ở dưới 9 giờ chẳng hạn ấy, thì các bác phải chơi keo mềm nhé, các bác chơi keo mềm. Thế còn và đến từ 9 giờ cho tới 3 giờ chiều và 3 giờ chiều nhé, thì lúc đấy nhiệt độ rất là căng, nó tới một số khu vực nó tới đến 40 độ, 39 độ hoặc là trên 40 độ luôn. Thì với cái loại keo mềm mà đánh buổi sáng ấy thì lúc đấy các bác không thể nào mà đánh được nhé. Cái đấy là các bác cũng đã nắm được rồi, điều đấy là điều tất nhiên rồi. Thế còn với cái loại keo cứng mà dành cho các bác đánh đến 38, 39, 40 độ, hơn 40 độ thì thời tiết mới buổi sáng ra 6 rưỡi 7 giờ mà các bác dương lên ấy, thì độ dính của nó cũng rất kém. Thì cái đấy là cái điều chắc chắn nhé. Hôm nay là tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách nhào keo cứng, các loại keo cứng nhé. Các bác trước khi nhào, các loại này các bác phải ngâm vào trong nước nóng. Đây, cái này là các bác nước nóng này, ngâm vào khoảng 5 tới 10 phút để cho nó mềm ra một chút để mình nhào cho nhẹ nhàng hơn nhé. Đấy, chứ không ngâm thì là nó rất là cứng, các bạn nhào rất là khó. Căn đã để căn nồi ở đây nhé, tôi hướng dẫn cho các bác cái cách cụ thể, cách nhào đối với anh em nhé. Đối với anh em chơi chuyên nghiệp thì là các bác cũng đã rất là rành rồi. Thế còn các bác chơi văn nghệ, các bác mới chơi thì các bác tham khảo nhé. Thế còn anh em mà chơi chuyên nghiệp ấy thì là mỗi người có một cách chơi, mỗi người có một cách nhào, thì các bác xem cho vui. Còn có gì thì các bác góp ý thêm nhé. Thế còn là bản thân tôi thì cũng không phải là thợ đánh chuyên nghiệp nhé, không phải thợ nhé. Cái này thì tôi chỉ là chơi văn nghệ một chút xíu thôi, còn ít thời gian chơi, không phải chơi nhiều, chủ yếu là chơi văn nghệ thôi. Xào thì chúng ta sẽ dùng cái xào mà inox nhé, xào inox phi 10 này, xào inox phi 10 vẫn là hợp lý nhất nhá. Đây, keo này là keo cứng các bác nhé. Đây chúng ta ngâm 5 tới 10 phút cho nó mềm đi thì chúng ta sẽ nhào tiếp nhé, nhào tiếp để cho nó dẻo. Nên đây là cái quá trình mà shop đang cắt keo, đang cắt keo này, đang chiết ra những cái nọ 5 lạng hoặc là 3 lạng để gửi tới các bác nhé. Thế còn cái này thì là bây giờ về giá thành của cái keo này ấy, thì shop bán ít nhất là một hũ như thế này là 3 lạng nhé, 3 lạng keo, ít nhất là 3 lạng. Còn như hũ này ấy, là hũ 5 lạng nhé, ít nhất là 3 lạng các bác nhé. 3 lạng này thì nó mới giá thành là 70.000 một lạng, là 201, thì các bác sẽ phải cộng thêm 30.000 phí ship nữa, là 240 nhé, 240 cho 3 lạng keo. Thế còn các bác nào mà mua 5 lạng thì 7535 là 350.000, thì shop sẽ bao phí cước cho các bác nhé, bao phí ship cho các bác không cần phí ship nữa. Thế nếu mà các bác nào mà mua 1 cân, bác nào mua 1 cân ấy, thì giá nó chỉ còn có 600.000 thôi nhé, giá là 600.000 một cân. Thế còn tính lẻ như này thì nó là 700 một cân các bác nhé, 700 một cân. Keo sẻ, loại hàng keo cứng. Đây nói thêm với các bác nhé, cái keo này ấy, là nó thiên về chất cao su tự nhiên nhé các bác nhé, thiên về chất cao su tự nhiên. Thì độ dính của nó ấy, thì đảm bảo cho các bác ấy, là chim không rơi, nhưng mà nó không dính quá chặt như cái hàng keo mà có nhiều hóa chất công nghiệp. Cái này ấy, là nó không ăn nông chim, để cho các bác bắt chim lấy chim rất là nhanh, cầm xuống kéo ra là tuột được chim ra ngay, hạn chế dính đông, hạn chế dính da chân ở trong cái keo này nhé. Cái hàng này thì các bác cảm thấy nó độ dính vừa vừa thôi, nhưng mà độ về rơi chim ấy thì đảm bảo cho các bác là không có rơi chim, tại vì cái hàng này là hàng nó thiên về
nguyên liệu tự nhiên, mủ cao su nhiều hơn nhé, chứ không phải là thiên về cái dòng keo công nghiệp. Dòng keo công nghiệp thì nó gây kinh khủng lắm. Chim đậu vào đây nhiều khi các bác gỡ rất là đông, mà nó còn đứt cả da chân dính lại luôn nhé, đứt chân luôn nhé. Thế rồi chuyện lông lá là đứt rất nhiều. Đây dòng keo công nghiệp thì shop không làm cái dòng keo đấy nhé. Cái dòng keo này là dòng keo về tự nhiên nhiều. Anh em đánh chim sẻ bây giờ thì thiên và đánh chim để phóng sinh, đánh chim để bán cho các nhà chùa hay là các địa điểm để làm chim phóng sinh ấy, thì người ta phải cần chim còn nguyên vẹn, lông lá còn tốt, thì cái keo này là rất phù hợp cho anh em đánh chim phóng sinh nhé, rất phù hợp cho anh em đánh chim phóng sinh. Các bác lưu ý như vậy nhé. Thế còn về đậu rơi chim thì là sẽ đảm bảo cho các bác không rơi. Đối với keo này thì như tôi đi chơi thôi, tôi chơi văn nghệ thôi, thì tôi cũng chỉ chơi một sào nhé. Hay là các bác anh thợ chuyên nghiệp thì cũng chỉ cần một sào thôi, không cần phải hai sào. Cái mà cái kiểu hai sào, sào trên sào dưới này ấy, thì thực ra ấy, nó là chống rớt chim nhé các bác nhé. Nó ở sào trên nó bị rớt, nó quay nó gập xuống dưới thì nó mắc vào sào dưới để các bác không bị mất chim thôi. Còn cái sào dưới này chả có con chim nào mà nó bay xuống dưới sào dưới nó đậu đâu, đậu chỉ đậu sào trên thôi. Cái sào dưới này chỉ có tác dụng là hứng thôi, hứng cái sào trên thì nó rớt. Thì đối với cái loại keo này ấy, thì độ dính đảm bảo cho các bác ấy, là không rớt chim, không cần phải làm sào dưới, chỉ một sào như này thôi các bác nhé. Quấn keo, thuốc keo rất là đơn giản. Đấy, hôm nay là tôi clip đầu tiên tôi giới thiệu sơ với các bác là cái loại keo cứng này. Và trước khi nhào keo này các bác phải ngâm qua nước nóng 5 đến 10 phút. Và cái giá thành của sản phẩm này nhé, để cho các bác nắm được. Đây, nói lại về giá thì các bác nắm được cho kỹ nhé. Shop sẽ đóng vào một cái hũ như này. Bán các bác lưu ý nhé, shop chỉ ship thấp nhất là 3 nạng nhé. 3 nạng là 201, thêm 30.000 phí ship nữa là 240. 3 nạng nhé, 3 nạng keo 240. Thế còn các bác có mua được 5 nạng thì shop sẽ bao phí ship cho các bác là 350, 5 nạng keo thì tính ra là 70.000 một nạng đấy. Thế còn các bác mua nguyên 1 cân thì giá thành nó chỉ còn 600, mà cũng bao phí ship cho các bác luôn nhé. Các bác lưu ý kỹ như vậy nhé. Bán với số lượng thấp nhất là 3 nạng 240 nhé các bác nhé. Hình thức mua hàng thì luôn luôn là ship hàng COD đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng. Các bác ở khu vực nào cũng có thể mua được. Các bác chỉ lưu ý với tôi là cái keo này nó là keo cứng, dành cho anh em đánh ở cái thời tiết nhiệt độ phải trên 35 độ, trên 30 độ, 35, 40 độ luôn, vẫn đảm bảo các bác đánh được. Còn các bác đánh những thời tiết mà buổi sớm, sáng sớm hay buổi chiều mát thì độ dính của nó sẽ không bằng. Thì các bác phải lưu ý là anh em chơi chuyên nghiệp cũng nắm được cái việc đấy. Ngày mình phải thay keo theo cái thời tiết, theo cái nhiệt độ nhé, chứ không phải có một keo. Với cái keo công nghiệp ấy, keo mà hóa chất công nghiệp nhiều ấy thì nó dính kinh khủng lắm, nó không ảnh hưởng vào nhiệt độ nhiều. Thì các bác chỉ chơi một cái loại đấy là chơi được cả ngày. Nhưng mà hàng đấy thì là shop không làm, shop làm thiên vào cái hàng cho các bác đánh chim phóng sinh này, keo thiên vào mủ cao su nhiều hơn. Thế các bác vui lòng đăng ký kênh để theo dõi clip sau, thì tôi sẽ hướng dẫn được các bác cái cách nhào cụ thể và quấn keo lên sào nhé. Cái clip này nếu mà làm cả thì rất là dài, tốn thời gian cho các bác theo dõi, nó hơi khó, thì tôi sẽ làm cái clip sau để hướng dẫn chi tiết cho các bác cái cách quấn keo. Thì đây là chuẩn bị trước khi quấn keo là mình sẽ ngâm ở trong nước nóng 5 đến 10 phút. Rồi, trước mắt là xin chào tất cả các bác, tạm biệt các bác trong video này, hẹn gặp lại trong video kế tiếp ngay sau đây. Rồi, xin chào.